Hello mọi người, hôm nay tụi mình đi chơi đá bóng nha. Mình đi kia đi trước rồi nó để xe đạp đi kia kìa. Bây giờ tụi mình đi thôi, let's go. Mình quay hành trình đi luôn nha. Đi mau mau đi. Dừng đã. Tụi mình bóc thăm chế độ nha. Thì mình là người bóc trước nha các bạn. Rồi đi. Rất là ngắn. Ngắn. Blờ. Ngắn. Ngắn luôn. Người thứ ba. Dài đi. Dài. Dài. Bị đo rồi. Dài. 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 Ngắn. Nhanh luôn. Ngắn luôn nha bạn. Đâu nhìn được ôi. Ôi tao thấy. Ôi tao thấy. Rồi bây giờ tụi mình chơi nha bạn. Rồi chưa? Vô. Đây. Thank you.
Ở nhà mọi người bây giờ tụi mình đều bốn đều nhưng mà mấy của mình đã ghi được một bàn cho mấy của thằng này. Nó bị gì đấy? Nó tự nhiên nó tự tác nhưng liên quan không được nha. Bây giờ tụi mình xuống penalty nha. Mấy mình ghi được có một bàn này. Thôi giờ mình chơi penalty thôi. Số nha, tên mình là Kron Lộc. Mình sút. Còn tên bạn là Win Tí Tí sút lưng từ môn. Giờ tụi mình quay nha. Giờ tên mình sút rồi nha mọi người, các bạn. Lọc suốt tí thủ môn nha. Đáng lẽ bằng lương thủ môn nhưng mà đuổi lại cho bằng tí thủ môn. Lên nét nha. Bao một bàn đi cho các bạn. Giờ đến lượt tí tem bảng suốt nha mọi người. Tí suốt đi. Vào. Tem bảng cũng vào nha các bạn. Giờ tem mình có đôi suốt nha các bạn. Không vào nha. Là tem bảng win suốt nha mọi người. Vào nha. Bây giờ kẹt sút với đội mình nha anh em ơi. Đội mình 3 rồi, đội bạn là 2 nha. Không vào. Sút 15 rồi. Giờ đây là lưng sút nha mọi người. Không vào nha mọi người. Giờ đều rồi tụi mình sút tiếp nha. Không đều nhưng mà tâm bạn vẫn chưa. Tại mình hơn tay bạn hơn một mình một bạn thôi. Tay bạn hơn tụi mình một bạn. Ồ sút luôn nha. Giờ đây là hai thứ môn sút. Không vào nha mọi người. Bây giờ tay mình nua rồi nha các bạn. Buồn muốn chết. Thôi bây giờ chuẩn bị tụi mình về thôi. Giờ tí sút rồi mình chào các bạn luôn nha. Tao đang nói tao quay chờ tí sút nè. Không vào nha mọi người. Vào. Mình đã xong chơi ban đầu nha mọi người. Tụi mình là tem tụi mình thua, tem đây thắng nha mọi người. Và tem tụi mình là tem thắng nha các bạn. Bây giờ tem tụi mình đi về thôi. Mình quay là bye bye. Mình quay hành trình đi về luôn nha. Chào lời mọi người, bây giờ mình về nha mọi người. Đi rồi. Bây giờ mình đi chơi đá banh nha. Nhanh mày.